một buổi đối thoại giữa Thủ tướng Phan Văn Khải với lãnh đạo các doanh nghiệp. Có rất nhiều cuộc đối thoại như thế đã diễn ra trong suốt gần hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng của ông. Trực tiếp đối thoại để lắng nghe những bức xúc, vướng mắc và cũng là để tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp phát triển. Và từ những buổi đối thoại như thế này, luật doanh nghiệp năm 1999 ra đời. Cùng với đó là hàng trăm giấy phép con, cùng những thủ tục hành chính vô lý, gây phiền hà và tốn kém cho doanh nghiệp đã được gỡ bỏ. Khi ông Khải lên làm Thủ tướng, thì cái cuộc làm việc đầu tiên với đông đảo nhân dân là cuộc gặp doanh nghiệp. Và sau đó thì anh ấy chỉ đạo cái việc xây dựng luật doanh nghiệp. Chính ông Khải là người đầu tiên đưa ra cái là thế này: nhân dân là được làm mọi thứ mà luật pháp không cấm, còn công chức thì chỉ được làm những cái nhà nước cho phép. Thế thì cái câu trên nó quan trọng ở chỗ trước đây là dân muốn làm gì ra, nhất là ra kinh doanh, thì phải đủ mọi thứ phép tắc. Vào năm 97, khi đó thì khủng hoảng tài chính trong khu vực xảy ra, nó làm cho cả cái quá trình trước đó chúng ta đang có tốc độ tăng trưởng rất cao thì nó bị khựng lại. Vì vậy thì ông Khải đã quyết định rất đúng là phải tập trung vào nội lực, phát triển nội lực và tập trung thúc đẩy tiếp cải cách thể chế. Luật doanh nghiệp là nó là một cái bước đột phá rất mạnh về thể chế, nó làm cho khu vực tư nhân ở trong nước bừng dậy. Cho đến bây giờ, luật doanh nghiệp vẫn là một trong những bước cải cách mạnh mẽ nhất, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế về lâu về dài. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2000-2001, đã có hơn 35.000 doanh nghiệp mới đăng ký thành lập, gần bằng với tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong 9 năm trước đó. Và gần 10 năm ông giữ cương vị Thủ tướng cũng là quãng thời gian kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất và ổn định nhất. Thời kỳ 10 năm, bình quân 7,2% tăng trưởng GDP một năm. Đấy là một kỷ lục mà Việt Nam có được trong suốt chặng đường 30 năm đổi mới. Hai nữa là ông Khải đã điều hành được rất tốt, được ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát là luôn luôn giữ ở mức thấp. Nợ công cũng vậy, thì kiềm chế ở mức tối đa là 50%. Chưa năm nào đạt tới 50%. Tôi nghĩ là đấy là tài sản Thủ tướng để lại cho đất nước. Đồng ý. Cho tôi tại phiên họp Quốc hội tháng 6 năm 2006, Thủ tướng đề nghị Quốc hội chấp thuận để ông được nghỉ sớm một năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Khoảng một năm nữa. Cũng tại diễn đàn này, ông đã nói lên sự day dứt của mình trước tệ lãng phí, quan liêu và nhất là tệ tham nhũng đang cản trở bước tiến của dân tộc và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trước Quốc hội, ông thẳng thắn nhận lỗi, nhận trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và Quốc hội. Ông nói những điều mà ông trình bày không chỉ xuất phát từ tình hình hiện nay mà còn dựa trên sự trải nghiệm của 15 năm tham gia điều hành chính phủ, tính cả thời gian làm phó thủ tướng. Và việc làm của ông lúc đó đã khiến rất nhiều người thêm trân trọng và luyến tiếc.